Kem Bioserin Face 4in1 là một trong những loại kem dưỡng da được khá nhiều chị em quan tâm tới trong thời gian đầu. Đây được xem là vị cứu tinh, giúp chị em có làn da mềm mịn và giữ độ ẩm cho da, bảo vệ da trước những tác nhân gây hại từ môi trường xung quanh. Theo như quảng cáo, liệu kem Bioserin Face 4in1 có tốt như lời đồn không? Hãy cùng shop review về dòng sản phẩm đang nổi đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem dưỡng Kim Face 4in1 chính hãng là kem hiện đang được rất nhiều chị em phụ nữ mua nhiều lắm. Đây là một trong những dòng sản phẩm hàng đầu giúp da mềm mịn và giữ độ ẩm cho da, đồng thời loại bỏ các đốm đen, các vết sạm để làn da trắng và sáng hồng tự nhiên. Đồng thời, sản phẩm còn chứa các hoạt chất giúp nuôi dưỡng và tăng sinh tế bào da mới phát triển. Ngoài ra, em này còn giúp tái tạo các sợi collagen dưới da, loại bỏ sự sưng tấy và ngứa cho da để cho da luôn khỏe mạnh và đầy sức sống. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem bi Bioserkin Face 4in1 trên khắp các diễn đàn người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem Biser Skin Face 4 in 1 là rất tốt nhé. Khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem Biser Skin 4 in 1, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng giữ độ ẩm cho da và loại bỏ các đốm đen, các vết sạm để làn da trắng và sáng hồng tự nhiên giúp chị em có thể tự tin ra đường mà không cần phải ngại ngùng với làn da bị đen thâm sạm của mình nữa. Ngoài ra, nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này thì lại cảm thấy thích nhất ở em này là bảng thành phần vô cùng lành tính cho da, giúp làm mờ vết nhăn li ti, vết chân chim. Đồng thời, trong em này còn chứa các loại protein cao và các dưỡng chất được chiết xuất từ thảo mộc cùng với vitamin A, D, E nuôi dưỡng và tái tạo da, giúp da khỏe mạnh và dạng người như gái 18 vậy đó. Ngoài những công dụng nổi bật trên, thì theo như các bạn đã dùng sản phẩm bên mình phản hồi, về khả năng ngăn ngừa mụn phát triển và giúp xe khít lỗ chân lông, hút dầu vô cùng hiệu quả nữa. Và nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem Biserkin Face 4 in một này đều khen cả. Nên chị em cứ yên tâm lựa chọn và tin dùng em này nhé. Kem Biserkin Face 4 in một hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem bi sở 4 in một hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.